Rồi, hello anh em nhá. Đây, trước mặt anh em đang là một em chim xòe các bác nhá. Em chim này vừa về luôn. Các bác nhìn thấy cống cám cống nước kìa. Đầy luôn. Chim vừa về chưa kịp ăn mà. Em này thì em mới bắt ở trên bản về các bác nhá. Trên bản em bắt thì em treo lên nó đấu xòe to tướng luôn. Xòe rất là VIP. Em chim này nếu mà về này, các bác thấy nó hót rồi mình mà đuôi lá vả to như này rồi. Thế anh em bảo khi nó đấu thì hết bản luôn. Rất VIP em này ạ. Trên bản em treo lên đấu gái em nhìn thích mắt quá thì là bắt luôn. Đấy, chim rất đẹp các bác nhá. Cao cầu, bộ tương đối to em này, bộ không nhỏ đâu các bác ạ. Các bác thấy không? Mẫu chim quá tuyệt vời luôn. Chim mới bắt ở trên bản về nhưng mà nhà em lại gần đường quốc lộ nữa nên là thi thoảng đi qua ô tô, xe máy nó tịt còi. Nên là con chim nó hay bị giật mình các bác nhé. Nhưng mà cái này thì anh em không sợ đâu. Một vài ngày thì nó sẽ quen thôi. Rất là nhanh quen. Nhưng mà chim nó tự tin chơi như này thì nó rất là nhanh quen này. Đuôi quá đẹp các bạn. Anh em treo hót của mình thôi nhìn đã thích rồi. Chứ chưa cần sách đi đâu. Chứ không cần cuối tuần. Ví dụ như anh em mua em này về cuối tuần, sách đi cà phê cà pháo chơi. Đấy, ngoắc lên dàn chơi mẹ, xòe to tướng, đẹp, kinh khủng khiếp luôn. Đấy, mà treo ở nhà hót một mình, đuôi cũng lá vả như này, hót gật gù, rất hay, rất đẹp. Em này mới về, nó còn lạ nhà chứ em này mà một hai hôm nữa, hót mầm luôn. Đảm bảo các bác một điều như vậy, bởi vì này, các bác nhìn chân mỏ này, chân rất là khô, đây, chân khô, chân xương các bác nhé. Mẫu chim này chơi rất tốt luôn. Có thể không? Đuôi đẹp không? Quá tuyệt vời các bác nhỉ. Nhưng em đuôi lá vả này vẫn là bền các bác nhé. Chơi rất là bền sức luôn. Nó xòe to quá thì nhiều khi nó mất sức. Đuôi lá vả này nó chơi bền này. Lông lá mượt mà cánh vắt chéo các bác nhé. Chim rất khỏe. Quá thấy không? Sung nó còn xòe to luôn đấy nhá. Đây, nó đang hót. Nó đang hót cả những thứ. Thank you.
Nhà ban nào kết thì alo cho em qua số điện thoại 0978767689 nhá. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em xem video vui vẻ. Các bác đam mê họa mi cũng như là muốn mua chim thì đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Sau này khi em lên video thì các bác sẽ nhận được thông báo luôn. Rồi, xin chào anh em. Em để khoảng 8 phút các bác nhé. Thank you.